Tôi mà ở đó tôi cũng để cho nó cướp, nó trộm mấy ông, tại vì tôi quýnh không lại đó. Giờ viên thằng da đen này nó 2 mét, nó giật quý khỏe đó. Khoa Bắc hoảng loạn trích xuất CCTV hai trộm Tây mặc đồ sang chảnh đột nhập nhà hàng tại Mỹ, ước tính thiệt hại lên tới cả tỷ đồng. Cách đây không lâu, Khoa Bắc chia sẻ anh sẽ khai trương lại nhà hàng lầu ở Houston. Anh đã mua lại nơi này với giá 250.000 USD, gần 6 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí phá hết đi xây lại bên trong. Ngoài ra, mỗi tháng anh còn tốn thêm hơn 13.000 USD, khoảng 300 triệu đồng, tiền thuê đất. Được biết, nhà hàng mới này của Khoa Bắc nằm trên đường Bella Eye, tuyến đường huyết mạch ở phía tây Houston, bang Texas. Khoa Bắc từng hết lời khen ngợi vị trí đắc địa của nơi này khi có đến 2 mặt tiền rộng rãi, rộng 600 m² và đặc biệt đông người Việt qua lại. Thế nhưng chưa kịp đi vào hoạt động, mới chỉ kịp lên biển hiệu thôi, thì nhà hàng ở Mỹ của Khoa Bắc bị cướp đột nhập lấy đi gần 1 tỷ. Anh bất lực khi loạt kẻ trộm nhơ nhơn giơ mặt vẫy tay chào trước CCTV. Theo đó, Khoa Bắc hoàn toàn bất lực khi xem lại trích xuất camera tại nhà hàng cho thấy không chỉ một mà tới vài nhóm người nước ngoài ngang nhiên phá cửa nhà hàng và lấy đi một số tài sản của anh chàng. Những người này đều ăn mặc sang chảnh và có ngoại hình cao to, chiều cao lên tới cả 2 mét. Tài sản giá trị nhất mà Khoa Bắc bị lấy đi chính là chiếc máy kéo dài chân có giá trị lên tới 20.000 đô la, tương ứng với khoảng 500 triệu đồng. Ước tính tổng thiệt hại lên đến cả tỷ đồng.